Chào các em đến với group English from thì mở đầu câu hỏi thì thầy cũng không nhớ câu hỏi này số mấy, chắc số 6 là của em Lợi Linh. Thì cách đây 4 tiếng thì em có hỏi các câu hỏi này, thì để thầy sẽ thầy thấy đây là câu hỏi nó rất hay ha, liên quan tới nhiều vấn đề, cho nên thầy mới video giải đáp mới được, chứ còn viết thì không bảo đảm được. Lại Linh hỏi ba câu hỏi thì đều liên quan tới phần cấu trúc câu. Thì muốn học rằng làm được ba câu này, các em phải nắm vững về cấu trúc câu. Thì cái phần về cấu trúc câu thầy đã viết cho các em về cái bài Writing for Beginners. Thì thầy nhắc lại không, em là chưa xem thì xem luôn nha. Cái lỗi thứ nhất là cái lỗi mà các em hay là bị nhất, tức là không có chủ ngữ mà chữ thì đó. Thì bên tiếng Việt mình không có chữ thì nó nói vô tư, nên ra tiếng Anh mình học mình quen cái đó, do đó mình mới sai. Thì cái đó hoài, cái này cái nguyên tắc mà thì tô màu xanh nè, tức là có chủ ngữ thì mới chữ thì. Một điều là có chủ ngữ là một chủ ngữ nếu làm tân ngữ thì không thể làm chủ ngữ được nữa, tức là một trong hai chức năng, một là chủ từ, hai là tức từ thôi, không có gì làm hai chức năng. Thì theo ví dụ em thấy như thế này nè ha, tôi mua một căn nhà có 4 cửa sổ, tiếng Việt mình thì nghe có gì cả. Như đây em có phân tích thấy nè, tôi ha là chủ từ, by là động từ, căn nhà là thúc từ object, nhà này có nè, chỉ có là chi thị nè, hiện tại nè, khi hỏi chủ ngữ nó đâu là chủ căn nhà có, mình thấy tiếng Việt là căn nhà có, nhưng mà thực sự là căn nhà nó làm tân ngữ làm thúc từ cho chữ mua rồi ha, nó vừa làm tân ngữ không thể làm chủ ngữ cho cái chữ có này được, chữ has, do đó cái câu này sai, tức là nó không có chủ ngữ mà nó chữ thì nữa nè, chỗ này không được chữ thì nữa mà phải ở hình thức là dạng. Thì dạng thì thầy nói là cách xử lý thế nào, thì cái mình phải cho cái động từ này, mình kiếm cái chủ từ cho nó hợp lý. Thì một trong những cách đó là mình thêm cái đại từ quan hệ vô đây, which ha, tôi có một căn nhà mà có 4 cửa sổ, thì chú which này tiếng Việt mình dịch mà, nhưng mà trong tiếng Anh nó chức năng nó làm chủ ngữ, nó là đồng nghĩa căn nhà. Ở đây căn nhà này thì làm tân ngữ cho my, còn căn nhà which này ẩn trong đây thì là chủ ngữ cho has, thấy không, hai chữ đàng hoàng, đâu có vi phạm đâu, một chữ hai chức năng đâu. Đã nào cái cách thông dụng nhất. Còn một cách nữa là không chia thì và lũ gọn đó. Thì lũ gọn là dùng dạng. Thì dạng là có các hình thức như book in, to VDT, book be hoặc là quá khứ văn tự. Thì trong nguyên tắc thì nhớ là thường thường chủ động thì ta thôi là rút gọn nó sẽ ra là book in. Thí dụ đây câu hồi nãy thì các em thấy là tôi mua một căn nhà là có muốn cái sổ này chữ có này không có chia thì nữa, do nó chủ động căn nhà có chủ động cho nên động từ có thì mình nó là dạng thôi, thì nó hợp lại, nó không chia thì, nó không có chủ từ thì không chia thì, ok hay chưa. Thì các ví dụ như đây thấy câu nào đúng câu nào sai thì lưu ý các em nào là có 11, 12, 13 là lưu ý cái này cho kỹ nha, lỗi này sai thường lắm á ha. Cái ví dụ đây nè, there are many people, có nhiều người ha, chủ từ là mình theo chức năng đi, there are many people. Đã ở đây chữ sống không có chủ ngữ, chữ people là nó là xem như là thúc từ đi ha, mà không gọi thúc từ nhưng tiếng Việt mình cứ gọi thế đi cho nó khỏi phức tạp ra. Chứ thường thường object là người ta dùng đi sau một cái động từ, còn sao cái to be với liên kết người ta không gọi là object mà gọi element thôi, nhưng mà ở đây mình phức lắm cứ gọi thúc từ miết đi hiểu thôi ha. Đây nè, people giống như chữ how trên kia vậy đó, không thể làm rồi chút từ nữa, mà ở đây chữ clip chia thì sai nè. Thì bằng cách một là mình thêm cái này từ quan hệ who vô làm chữ ngữ cho chữ clip, ok nó đúng ha, hoặc là mình rút gọn nó không có chủ từ thì mình có thêm in cho nó chủ ngữ mà. Nhưng lúc này nó cũng đúng. Đã thì cái câu tiếp theo là câu này sai. Tại sao? Tôi thấy một người đàn ông, một người đàn ông làm tân ngữ rồi, tự nhiên có cái làm chủ ngữ cho vua sinh nữ người đàn ông đang đi mà ha, sai. Giờ đó cái này là một là rút gọn nó thôi, người đàn ông chủ động là đang đi, hoặc là thêm lại từ quan hệ who đang đi, who làm chủ ngữ, ok đúng. Còn về bị động thì em nhìn ví dụ này ha, chú tôi sống trong một căn nhà
được xây cách đây rất lâu. Thì em thấy cũng giống như trên là căn nhà này làm chủ từ rồi, đâu có làm chủ ngữ cho cái tu vi này được, sai. À, muốn làm là phải để quyết vô giống như trên nè, nó hợp lệ là đúng phương pháp, hoặc là rút gọn. Rút gọn thì các em để ý thấy là khi bị động thì mình sẽ bỏ cái chủ từ và bỏ cái tu vi đi, còn ở V3 nằm đây thôi. Đó, chủ động thì cũng nên giống như trên nha, còn bị động thì dùng V3 giờ đó nó đúng. Nhưng mà với cái phút giây đầu em để ý nè, cái cấu trúc này á, thì chủ ngữ trước lấy động từ tới túc từ đứng trước ha, rồi tới cái quán phía sau. Còn ở đây cái ba câu cuối em thấy hóa dạng ngược lại nè, cái động từ nó nằm phía sau ha, y xong ngữ sau đây, do đó mình thấy đây là chữ house, căn nhà. Mới nhìn đây cũng đúng nè, căn nhà được bị phá hủy năm ngoái à, nó ở thì cái chủ ngữ ở đây ha, động từ chứ thì bình thường tới đây thì ok, nhưng mà tự nhiên is bây giờ đang được sử dụng y này, chủ ngữ đâu, gì hả, nó quá, vậy là chủ ngữ nó là căn nhà ha, à, vậy là căn nhà vừa làm chủ ngữ cho bị phá hủy, vừa làm chủ ngữ cho là is đang được xây dựng, hai chữ năng sai. Vậy là trong hai thằng chữ thì này phải có một thằng biến thành dạng, nhưng mà nguyên lý thì thằng nào đứng gần danh từ đó thằng đó biến, chứ không thể về biến thằng y này được, mà phải biến thằng was, là nguyên lý nha. Giống như cái em trên em thấy nè, thấy chưa, cái clip này không thể biến được ha, mà cái chữ phía sau này nó biến, tại vì nó căn nhà được xây chứ không phải là chú tôi được xây, do đó căn nhà đứng kế cái danh từ này thì chủ biến chỗ này thôi. Thế này em thấy vậy, do đó nó biến nè, cho căn nhà một và thêm đây từ quan hệ vô cho nó có chủ ngữ which, ok. Các bài rút gọn bị động thì dưới trên nhanh em thấy là biến thành V3 đó, thì dẫn nhanh ra cái bài này cũng có tương đối viết đầy đủ rồi, chủ yếu là nhớ cho nguyên tắc cho thầy mấy nguyên tắc đó thôi nha. Đó, còn một điều nữa là mở rộng cái bài này thì muốn nhắc tới các em ha, là một cái nguyên tắc hai câu hai mệnh đề nó không thể nào nối với nhau bằng dấu phẩy được nha, ha, mà phải có liên từ nối câu. Chứ mình thấy là chủ từ động từ tương từ là chủ từ động từ tương từ thấy đầy đủ quá, ngon, cũng đúng phải ha. Hai mệnh đề tức là hai câu đó mà nói thà chấm thì thôi, hoặc là chấm phẩy rồi tách ra thì không sao, nhưng mà đã viết liền với nhau thì phải có liên từ nói câu, không có liên từ là sai, dấu phẩy là sai. Các em nhớ nguyên tắc đó, ta làm rất nhiều cái điều mà liên từ thì có nhiều lỗi, ví dụ như because, bởi vì, rồi khi, rồi vì thế, mặc dù, that mệnh đề ha, hoặc là who, what, whom rồi này kia, những cái này các em cứ xem như là liên từ như này ha. Đó, ví dụ như câu này, tôi mua một căn nhà mà có bốn cái sổ là chú whip này, là nó sẽ nói câu nè, mình xem như một cái nó là hai mệnh đề, nó có liên từ, nó nói câu với nhau đó, thì mình xem nó hợp lại. Tức là mình kết hợp hai nguyên tắc như nãy thầy nói ha. Đó, một chủ từ thì là một động từ không thể làm chức năng cho hai. Đó, rồi nếu mà hai cái thì phải có hai câu, mà hai câu thì phải có liên từ. Nhớ mấy điều đó, bây giờ trở về câu hỏi nha. Câu hỏi thử phân tích cái cách thức nó thành thế nào. Khi em gặp một cái cấu trúc mà gọi là cấu trúc câu, cái dạng mà dài thòn lùm tum như thế này á, thì nếu mà mình không có biết cách làm, mình ngồi đó mình dịch nghĩa hay là mình vận dụng mình lung tung, rất mất thời gian. Cái đây là một lỗi căn bản nhất mà các em luyện thi đại học hay gặp phải, do đó các em phải luyện cái này. Đối với câu này, việc đầu tiên các em là các em xem xét cái đề, đọc xem xét cái đề, phân tích cho nó có bao nhiêu động từ trên đây. Người chưa thì á nha, thì các em nhìn đây là American Trade gì nè, dòm từ đầu tới cuối chẳng có động từ nào cả. Cái chữ play này là danh từ nha, ha. Thấy off, sound of, play đây là đương nhiên phải danh từ, giữa kịch là những giữa kịch, tức là chưa có một cái động từ nào chưa thì cả. Đó, thì do đó trong cái chỗ trống này là chắc chắn bắt buộc phải có động từ chưa thì vô này, không có là không thành câu ha. Một câu không có động từ chưa thì không có, không gọi là câu là sai. Đó, hoặc là nó một động từ chưa thì, hay là nếu mà nó có hai động từ chưa thì phải có một liên từ. Thầy đã nói rồi, hai động từ chưa thì là cứ như hai bên đề phải có từ nói. Em xét nhìn sơ gái nè ha, nhìn sơ gái là các em thấy câu C loại nè, tại đâu chưa thì đâu, becoming là một cái bước in, không phải là thì mà là dạng loại ha. Đó, câu B
Câu B thì em thấy sao? Có một lĩnh vực tiêu thụ việc kem, ok, được là có người đấy. Nhưng mà sao? Lại có cái liên từ as, liên từ ở đây, mà có liên từ nói á thì phải là có hai câu, là phải có hai mệnh đề, hai động từ chữ thị, mà đây nó thêm có một cái vậy là sai luôn, câu B lỗi, chưa phải dịch nghĩa gì đó. Câu A như thầy đã nói rằng các cái đại từ quan ngữ xem như liên từ, thì đây em các em thấy là có một cái hư vô đây thì đương nhiên là có liên từ, vậy là gắn lên đây là phải tìm cho ra được hai cái động từ chữ thị, hai mình là mà nguyên từ hai mà đề chưa có động từ chữ thị nào ráo, mà anh giờ mình quên có bị khen có một cái một cái một liên từ là sai hay nha, phân tích cấu trúc sơ lược một cái là ba câu này lỗi xong. Các em thấy tập mình giỏi về phân tích câu là rất là tiện lợi, chứ em ngồi dịch này chỉ mệt. Nãy giờ thầy em ra để thầy chưa dịch bất cứ một chữ nào cả, chẳng buồn dịch gì cả. Từ vựng rất quan trọng, nhưng mà đối với những cái cần dịch nghĩa, còn đối với cấu trúc câu hoặc những cái ngữ pháp thì có khi mình chẳng cần tới, chứ không phải là nó là từ vựng là đồ bỏ không thể học là mà này nha, đọc cái reading này kia là té à, do đó mình biết lúc nào cần cái gì ha. Đó, cần cái gì thì móc chữ khí ra, nãy cần gọt trái cây là móc dao vào trái cây ra, có sử dụng đây, cần đúng củi đúng tre thì xách cái búa ra đây, có đây, chứ không phải nó ôi trên đời này búa nó xài cái gì, không phải, khi cần nó vẫn có. Thế nhưng cần gọt trái cây mà xách búa ra là cũng hơi căng. Không, ở đây là thầy nói có đúc tơ, thầy chỉ thích lấy xách cái dân vào như pháp mà thôi, còn từ dụng vẫn cần. Và cuối cùng nó bán đế vậy thôi, mình dùng phép lợi được, nếu thi cử mình dùng phép lợi ba cái đó, thường thường nhân cấu trúc câu là phương pháp lợi là chính, đừng phép chọn rất khó. Thì cuối cùng mình xét thử câu đề đúng không nè, nãy thì nói là câu đề chưa có động từ chưa thì, bây giờ nhìn những câu đề có một động từ chưa thì gắn như đây ok, còn thứ mà được cả cháu quan tâm chỉ biết là có một động từ kem là nó chưa thì với phía bên rồi gắn đây xong nghĩa nhất gì kệ đó, chừng nào mà có hai câu đúng ngữ pháp lúc đó mới xem nghĩa, còn ba câu trên này thấy sai ngữ pháp phải bỏ khỏi tôi. Ok là một chưa, đó là phần câu. Còn câu 2, câu 2 cũng hay nè, lại lên này lâu lâu đưa lên mấy câu cũng hay đó. Bây giờ dùng pháp đây nha, nhìn sơ từ đầu đến cuối câu nha, tẹt 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 that that là cái gì đây ta, that này là liên từ ha, that thì có nhiều thứ nhưng mà that đây là mình đề quan hệ, do đó nó that đây là liên từ nói câu, vậy mình biết cái câu này là ít nhất là phải có hai cái chữ thì đó. Nhìn tiếp, serve đây là động từ, vậy là động từ này ha là động từ chữ thì nè, đây nè mình thấy cũng là sơ nè, axit mà sơ và số nhiều, axit số nhiều cho nó sơ, động từ là nó không có ép là đúng rồi, đó là động từ chữ thì của nó đây nha. Nhìn tiếp thôi, kịch 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 à, không có động từ nào đó cả ha. Đây ở đây cái cụm nhân từ, về cụm nhân từ đây rồi của on rồi tên gì đó ha, mình cũng chẳng dịch nhiều đâu. Giờ nó tới câu này nó có một phương từ và một động từ chưa thầy, vậy chỗ trống này cần một cái thằng chưa thầy nữa, một chưa thầy đó nha, không được thêm là cái gì vô nó nha ha. Vậy nó cần một đồ chưa thầy với một chủ từ nữa, thì em nhìn cho A này, equals about 20 x chủ ngữ was động từ chưa thầy, ok, vậy là lát là nó hai mệnh đề ha, hai từ chữ thầy, phía sau là có một cái sơ là một cái ha, một cái word một cái rồi từ chữ thầy là ok chấp nhận. Như là về ngữ pháp câu A sơ sơ ha, về cấu trúc chứ không nói về ngữ pháp, về cấu trúc câu A hợp lại để đó đừng dò chọn, hiểu có hai câu sao. Câu B có động từ nào không ta, không có động từ chữ thầy rồi hết rồi hay thôi đi sao phải không, lỗi thôi. Em ta là có liên từ thì phải cần hai động từ chưa thị, mà không có lỗi thôi. Câu B có động từ chưa thị đây được cũng ok đó ha, hiện pháp như sơ câu D cũng có thằng O luôn,
này tới dùng dùng đầu mà tới ba lần vô lộ được có thằng hơi căng ha. Thầy dễ lâu nhưng mà thực sự làm quen thì em nhìn rất là lẹ. Về ba thằng này nó đều thì về cấu trúc nó đúng hết ha, cơ bản giờ mới xét tới nghĩa như khác nè. Thầy thấy của em mà chọn câu A nè ha, câu A thì về cấu trúc đúng nhưng mà các em lại sai một cái điều. Các em thấy nè, là chữ C là thì gì, hiện tại đơn, chữ S này thì gì, quá khứ đơn, tức quá thì gì, cái trong một câu mà không có thay đổi thời gian, hai thì khác nhau ha, hai thì khác nhau khi nào có thay đổi thời gian. À, hôm qua tôi làm cái kia, bây giờ tôi làm cái này, hai cái đổi thời gian thì mới đổi thầy, còn không có đổi thì hết nói đâu, bình thường mà ha. Thì mới thầy này rồi loại được một thằng nữa đỡ quá. Rồi còn hai thằng, thằng C với thằng B, nó cùng hiện đại o hết đó, thì nó hợp với thằng này rồi. Bắt đầu xếp kỹ tại sao hai này chắc chắn sẽ có thằng sai thằng đúng. Vì nghĩa thôi, chúng ta nói đúng rồi. Thì nghĩa mình thấy là about 20 are, vô nghĩa chỗ này đây, khoảng 20 gì, tự nhiên số đếm mà thôi à. Người ta dùng số đếm có thể giúp tắt được giới điều kiện là người ta phải nhắc tới rồi. Thì mình nói là có 100 người thi đậu, trong đó 20 thì nữ, 80 thì nam, thì lúc đó là có thể là tắt hiểu ngầm được. Còn mới vô ai với vậy khoảng 20 cái gì ha, đó là vô nghĩa chỗ này, khoảng 20 cái gì đó là axit amino ha, sang nghĩa chỗ này. Rồi đó lộn luôn rồi. Vậy còn câu D nè, câu D là câu trúc có nè, there are about 20 amino acid, tức là có khoảng 20 amino acid gì đó mà sao, ok. Em lại tóm lại cái câu này hơi khó hơn là tại phải qua mấy bước. Bước thứ nhất là mình lội một câu dễ dàng sang câu trúc. Bước thứ hai là lội qua thì cứ nhìn nó ở như em mà nhìn vô câu A thấy đúng, tại vì câu trẻ mà ít đáp ha, ít đáp thấy ngon quá. Nhưng thực sự nếu mà ít y thì ok, còn vầy nhiều khi nó ngang nhiều cấu trúc mà vừa vầy thì nữa, những cái đề khó vậy đó, không phải một cấu trúc mà nó kết hợp vừa cấu trúc vừa bị động hay vừa thì, hoặc là vừa thì vừa cấu trường vật hay vừa cấu trẻ hay vừa thì giống đây. Thì mà thầy thấy là cấu trẻ với thì nó hay gài nhau lắm, em quên chú ý là cấu trẻ, em quên cái chú ý thì là sai nè ha. Đó, cấu trẻ nhớ nó phải cùng thị nha thì mới được. Còn câu này thì bình thường thôi, giống như mấy câu ví dụ lý thuyết này thì có dr gì đó gì đó rồi tới mình đoạn hệ và rút gọn ha. Vậy cuối cùng nên đáp án D là đáp án cuối cùng của em. Rồi tới câu số 3 có gì đây, câu số 3 bây giờ cũng không dám đó nha, nhìn vô thấy coi có mấy động từ, một động từ chưa thầy ace cho màu đỏ cho nó nổi tí đi. Thật đây, hai thằng một cái y nữa, hai thằng chia thì ha, hai thằng chia thì chưa có liên từ nào cả, vậy là bắt buộc cái chỗ trống này phải có một liên từ ha, một liên từ thì mới nói câu được, mà không được thì nó nha, một liên từ thì nó sẽ có hai bên đề hai bên thì nó tức là hai động từ chia thì đó, cứ hai thằng chia thì là một liên từ, ba thằng chia thì hai liên từ, cứ thế vậy thôi. Nhìn sơ coi loại thằng nào, thằng A dẹp được chưa, chả có liên từ gì cả, hai động từ mà chẳng liên từ, loại anh ngay ha. Còn thằng B thì sao, trời đất ơi, đã đây là liên từ phải không, được ok, because nè, liên từ because ha, because được, thấy hợp lại ha, để đó tính sao. Giờ thằng B thế nào, thằng B thì who vẫn gọi là liên từ, ok, vậy lỗi đúng không thằng, thằng A cũng that cũng là liên từ, xem như liên từ thì nó cũng hợp lại, nói chung là câu A ba là giống câu A, chỉ lỗi được một thằng vô dần đầu với là một thằng thôi đã. Thì còn ba thằng này, nhưng mà thầy thấy giờ mình thấy là mệnh đề quan hệ mà mình phải nhìn nhảy đi xíu nữa, mệnh đề quan hệ cái này là mệnh đề có dấu phẩy nè, do tên riêng thì nó dấu phẩy. Thành phải nhớ nguyên lý của mình đề quan hệ ha, thì nếu mà đề quan hệ mà có dấu phẩy ở giữa thì có hai dấu phẩy ở đầu và ở cuối, thì mình thấy là nhìn đề không có dấu phẩy nè, sai nè, hay giờ quy tắc cho đó, cô gì đó dưới khác mình đề không phải ngay nữa
thịt như vậy mới đúng nè. Thấy chưa? Chưa phải định nghĩa nha. Không đâu phải là sai, lỗi được thằng câu quay nữa. Một cái vậy là sai, thấy chưa? Chỉ không một cái điều nhỏ vậy thôi mà thấy nó quyết định, mà phải làm kinh nghiệm nhiều mới biết. Thì khi mình lơ mơ mình chú ý ba vấn đề đó, làm từng gặp muốn mình biết gặp đây là tự nhiên bị tìm như vậy nữa. Thấy chưa? Đó, lỗi được B C, còn thằng A với D thì sao? Bởi vì Philip ha, một liên từ là nha. Kim nhớ một điều nè, nếu mà liên từ ở đây nha, bởi vì liên từ ở đây cái thằng Philip class đây là chủ ngữ, ok rồi tới đây phải không, là xong một bên đây rồi, bên này thứ hai chủ ngữ anh đâu? À, không có à, chứ y siêu ngữ nào thật quật, thấy chưa? Vậy là câu D loại. Câu D because ha, because là nói hai mệnh đề, mà hai mệnh đề bao gồm hai chủ ngữ và hai động từ chứ thầy, mà mệnh đề ở đây từ đây tới đây có một chủ ngữ dưới đây, hoặc thì thấy ok, còn cái vế sau này không có chủ ngữ thì do đó chọn câu C là sai, là lý do thiếu chủ ngữ. Vậy đáp án là câu A, đương nhiên rồi, còn lại là vậy thử lý giải cho câu A đó là sai đúng chỗ nào. Vậy là cũng ta nói ủa, thấy câu A là cũng giống câu D, nó cũng có từ nói, nó cũng có predicate class, vậy chủ ngữ thằng Y này chỗ nào? Thì đây liên quan là cái đúc mệnh là danh từ ha, danh từ thì em để ý nè. Khi một câu tròn vẹn ha, từ chữ Philip class này is tới melody này, nó là một câu tròn vẹn ha. Mà một câu tròn vẹn mà thêm chữ class trước một câu thì nó sẽ biến thành mệnh đề danh từ, và mệnh đề danh từ đó làm chủ ngữ được. Do đó các em sẽ thấy là that Philip class gì ha, tới đây nó là một mệnh đề danh từ và làm chủ ngữ cho chữ is sau này, hợp lại ha. Lúc đó các em sẽ thấy là thằng Y này nó có chủ ngữ là predicate class, thằng Y này thứ hai có chủ ngữ là nguyên một cái từ that này cho tới melody luôn, là một mệnh đề danh từ. Còn muốn kỹ hơn về mệnh đề danh từ là cái gì thì sau này sẽ có một cái bài về cái phân tích đó, chỉ đây là không có thời gian để nói hết, nó một bài chuyên biệt riêng ha. Mệnh đề danh từ gồm bao nhiêu loại, chức năng làm gì ha, thì nó rất là dài dòng. Giờ thì thầy gì các em chỉ nhớ một điều là chữ that đứng trước một câu toàn vẹn sẽ biến câu đó làm mệnh đề danh từ và làm chủ ngữ được, vậy thôi. Do đó câu này đã bán như thế, là hợp lại vậy nhé. À, chào các em ha.